Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách để thiết lập tùy chỉnh tính chất của kiểu DIM cho phần mềm AutoCAD 2015. Để thiết lập tính chất kiểu DIM, mình sẽ gõ D, Enter. Hôm trước chúng ta đã tạo ra kiểu DIM CAD DIM 11 này. Thì để thiết lập tính chất cho nó, mình sẽ vào Modify. Các bạn thấy chúng ta có cái hộp thoại điều chỉnh tính chất của kiểu DIM. Nó sẽ chia ra các tab với những cái thiết lập riêng. Đấy, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập trong mục Primary Unit cho đến Line. Còn hai cái tab cuối cùng này thì chúng ta sẽ không dùng đến và các bạn cũng không cần phải quan tâm đâu. Đấy, thì các bạn cái này, hai mục này thì sau này sẽ có những lúc chúng ta cần nhưng mà rất ít khi. Thì đầu tiên mục sẽ Primary Unit. Thì các bạn hãy thiết lập cho mình Unit Format, tức là chúng ta sẽ lựa chọn loại đơn vị gì. Thì các bạn có thể chọn là Decimal, tức là đơn vị thập phân, hoặc là chọn Architect này. Đấy, và fit này, đấy, thấy chưa? Thì Việt Nam mình thường dùng decimal, đấy, được chưa? Sau đấy mục precision, tức là cái mức độ chính xác so với dấu phẩy là bao nhiêu. Đấy, thì mình thường sử dụng 0,0 trong kiến trúc. Đấy, một số cái bộ môn thì nó cần cái sự chính xác cao hơn, thì các bạn có thể thiết lập ở đây. Đấy, thì mình chọn 0. Thiết lập xong, mình sẽ qua mục fit. Ở đây chúng ta có mục fit option, tức là chúng ta sẽ tùy chỉnh cái cách đặt các được con số và chữ cái nó nằm như thế nào so với các đường gióng. Thì các bạn có thể thấy chúng ta có nhiều cái chế độ đây mà chúng ta thường xuyên sử dụng chế độ Always Keep Stack Between SAT Line. Đấy, thì chế độ này nó như thế nào? Đây mình sẽ thử cẩn thận với các bạn. Ở đây mình sẽ thử dim nhé. Mình dim đây chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy không? Thì ví dụ như đây nhé. Thì hiện tại con số này nó đang được đặt vừa vặn giữa hai cái đường gióng này. Đấy, đây là cái đường gióng nhé. Đấy. Còn nếu các bạn chọn chế độ khác này, mình vào Modify, mình chọn chế độ Easy Stack này, cái OK, cái Close này, thì bạn thấy chưa, nó sẽ đặt sang, đấy, nó sẽ đặt sang bên này. Đấy, thì ở đây thì các bạn cứ sử dụng cho mình cái chế độ là Always Keep Stack, nghĩa là nó sẽ luôn luôn đặt cho chúng ta cái stack nằm ở giữa hai cái nét gióng. Đấy, được chưa? Tiếp theo có một cái mục nữa, đó là mục Scale for Dimension Feature. Thì đây thì chúng ta đã sử dụng chế độ Annotative, thì các bạn có thể bỏ chọn nó và các bạn có thể điều chỉnh cái tính chất. Đấy. Ví dụ như các bạn có thiết lập tất cả cái con số ở đây rồi, thiết lập về kích thước rồi, thì các bạn có thể cho nó toàn bộ cái nét dim nó tăng lên gấp đôi, thì ở đây các bạn sẽ cho nó lên gấp đôi. Đấy, thì cái này tí nữa mình sẽ nói trong bài cuối học. Đấy, ở đây mình cứ cho nó 1. Đấy, hoặc các bạn chọn annotative này cho mình, được chưa? Tiếp theo là mục text. Thì chúng ta sẽ thiết lập cái thông số về cái con chữ này. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta có này, text style. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ chọn được cái kiểu chữ nào. Cái kiểu chữ thì chúng ta đã sử dụng trong cái bài học thiết lập text, lệnh ST. Đấy, thì trong bài học trước mình đã tạo ra một cái kiểu chữ anabim ở đây. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng kiểu chữ đấy để dim. Mình chọn modify text, mình chọn là có thể là anabim chẳng hạn, được chưa? Đấy. Tiếp theo là text color, thì các bạn hãy chọn màu cho nó. Thì thường những con số này chúng ta sẽ cho nó cái màu sáng để nó có thể dễ nhìn, ví dụ màu vàng, đấy, hoặc là màu cyan này, đấy, các bạn thấy chưa? Được rồi. Tiếp theo là fill color, thì chúng ta có tạo nền trong cái con số hay không? Ví dụ đây nhé, mình chọn màu đỏ này, các bạn thấy này, đấy, nó sẽ tạo ra một cái ô màu nền như thế này. Và các bạn hãy chọn none cho mình, thường như vậy. Đấy. Text hai chính là kích thước của con chữ này, thì các bạn có thể cho nó lên là 50, 100, 150 tùy các bạn và tùy vào cái tiêu chuẩn của công ty cũng như là cái tỷ lệ của bản vẽ. Ở đây mình cứ cho nó là 50, đấy, minh họa vậy thôi, được chưa? Tiếp theo là mục text placement, nghĩa là cách chúng ta đặt cái con text này như thế nào. Thì chúng ta có mục vertical này, các bạn thấy này, ví dụ đây mình cho là center này. Các bạn thấy không? Thì text nó sẽ nằm giữa hai cái đường dim luôn. Đấy. Và thường chúng ta sẽ chọn chế độ Above. Đấy. Tiếp theo Horizon thì tương tự ở đây, mình sẽ chọn chế độ Center, coi như là AXT Line 1 này, các bạn thấy không? Đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng Center. Đấy. Một Offset for Dim Line, thì cái chữ text này nó sẽ nằm cách cái đường Dim Line, tức cái đường ngang này này, hay là đường dọc này này, có khoảng bao nhiêu? Thì các bạn cũng cho nó một cái thông số, và thường mình sẽ cho nó bằng một nửa cái thông số text 2, hoặc 1/3. Đấy, ở đây mình cho 25 chẳng hạn, được chưa? Còn chế độ text alignment, tức là chế độ nó đặt như thế nào. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đấy, thấy không ạ? Nó thay đổi. Và thường chúng ta chọn chế độ ISO standard. Đấy.
Tiếp theo là symbol and arrow, thì chúng ta sẽ tùy chỉnh cái thiết lập mũi tên như thế nào. Có rất nhiều kiểu mũi tên. Đấy, các bạn thấy này. Đấy, nó tròn này. Đấy, mũi tên này. Đấy, và mình có thể chọn là architectic này, nó gạch như này. Và chéo, được chưa? Đấy. Thì ở đây có một cái chế độ nữa, leader, thì liên quan đến đường chú thích thì các bạn cũng có thể thiết lập cho nó. Ở đây mình chọn là glow fill, được chưa? Một arrow style tính là kích thước của cái mũi tên hay là của đường gạch hay là bao nhiêu, thì mình cũng cho nó là 1/3 đến 1/2 của chiều cao của chữ. Đấy, mình cho nó 25. Center mark tức là ký hiệu tâm của đường tròn. Nếu các bạn chọn none thì nó sẽ không ký hiệu. Nếu các bạn chọn mask thì nó sẽ có một cái chữ thập và kích thước của nó sẽ là ở đây. Đấy, các bạn cho 25. Hoặc là line thì nó sẽ dùng cái đường line để ký hiệu tâm của đường tròn. Đấy, ở đây mình có thể chọn none. Tiếp theo chế độ arc length symbol thì chúng ta có hai chế độ là vary descending và above dimension text. Cái chế này này giúp các bạn thiết lập trong thiết lập cung tròn. Ví dụ đây nhé, mình sẽ đi một cái đường cung tròn này. Mình chọn cái cung tròn này. Để ra đây. Đấy, thì các bạn thấy có một cái đường cong trên này không ạ? Thì đấy là cái lệnh này này. Lệnh modify. Đấy, đây là chế độ thiết lập. Ví dụ mình chọn là vary descending thì nó nằm phía trước này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thấy chưa? Đấy. Tiếp theo là drop angle, thì cái này nó sẽ liên quan đến dim cung tròn hoặc đường cong. Ví dụ như nhá, mình chọn chế độ dim này, dốc này, mình có cái chế độ dim này, mình kích vào đây, kích đây, kích đây, kích đây, thì cái chế độ drop angle tính là góc của hai cái đường này này. Đấy, thì ví dụ đây nhá, nó đang là 60 độ, đang là 45 độ, mình cho nó lên 90 độ này. Mình kích vào ok này. Hello. Mình tiến hành dim lại này. Bạn thấy không ạ? Bây giờ nó thành góc 90 độ. Đấy, đấy thì thông số dốc angle. Đấy, thì nó áp dụng trong việc đo bằng công cụ dốc. Công cụ này. Đấy. Tiếp theo các bạn qua line, chúng ta sẽ thiết lập các đường dim và cái đường gióng. Đường dim là cái đường ngang này này. Đường gióng là cái đường gióng từ các điểm dim này. Được chưa? Thì chúng ta có thể thiết lập màu sắc này. Ví dụ đây mình sẽ chọn layer, mình quản lý theo layer này. Layer tip mình cũng chọn layer. Đấy, mình sẽ tạo một cái layer là layer dim để các bạn có thể quản lý. Đấy. Một extent beyond tick nghĩa là cái khoảng dôi ra của cái đường đường dim là bao nhiêu. Đấy, các bạn thấy này. Đường dim chúng ta nó có một cái đoạn dài ra thế này. Thì đây chính là cái khoảng dài ra. Thì các bạn có thể thiết lập cho nó. Và thường chúng ta cũng cho nó bằng một nửa của text. Đấy, 25. Thông số baseline spacing chính là thông số các khoảng cách song song dưới các đường dim song song. Ví dụ đây nhé, mình có một cái bản vẽ này này. Các bạn thấy này, các đường dim nó song song cách đều nhau. Rất là đẹp như thế này. Đấy, thì cái thông số spacing đấy chính là cái thông số thiết lập khoảng cách giữa các đường dim đấy. Đấy, thông số này. Đấy, thì các bạn cũng cho nó là thường gấp 2,5 đến gấp 3 lần cái thông số chiều cao. Đấy. Tiếp theo mục extension line thì chúng ta có cái thiết lập đường gióng, thì các bạn cũng có thể cho nó về by layer. Đấy, được chưa? Cũng có thể sử dụng by block cũng được. Đấy. Thường chúng ta sử dụng by layer để dễ quản lý. Mục spread chúng ta thấy chúng có là dimension line và extension line đều có spread. Thì cái này thì chúng ta ít khi sử dụng. Các bạn cũng có thể biết này, ví dụ mình kích vào đây nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó biến mất đi. Đấy, thấy không ạ? Đây này. Đấy, nó mất đi. Đấy, thì thường chúng ta sẽ ít khi sử dụng. Tiếp theo là mục extension beyond dim line, chính là cái khoảng dôi ra của cái đường gióng, thì cái này nó cũng giống như extension beyond tick. Đấy, mình cũng cho nó 25. Tiếp theo là mục offset from origin, tính là khoảng cách từ cái điểm dim đến cái điểm đầu đường gióng sẽ bao bao nhiêu. Đây này, các bạn thấy này. Đấy, mình dim từ đây thì khoảng cách nó bằng 0 này. Rồi mình cho nó tăng lên nhé. Mình cho nó lên là 10 nhé. Mình kích ok này. Rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ cách làm khoảng 10. Đấy. Thì đấy là những cái thiết lập chung về cái kiểu dim trong AutoCAD. Sau khi thiết lập xong các bạn kích vào OK. Đấy, thì chúng ta đã có kiểu dim ở đây và tính chất của nó đã thay đổi. Đấy, OK ạ. Đấy, và chúng ta đã tạo ra được kiểu dim mới cho các bạn. Thì đấy là những cái nội dung cơ bản trong cái bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.